thay đồ sửa cá nhân nha, làm việc audio. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Arena, và dòng này sẽ có tên môi đồ là T1900H2. Đây là dòng sản phẩm âm ly cổ cho anh em. Cái này có thiết kế nữa là rất là giống dòng sản phẩm ví dụ như là Beomaster 900 cho anh em. Vì con này thì nó cũng sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch nha mà. Dòng này thì anh em thấy là nó thiết kế toàn thân bằng vỏ gỗ cho anh em, nên nhìn nó rất là cổ kính, trưng bày nó rất là sang trọng nha mà. Đây, mời anh em cùng xem qua về hình thức và về thiết kế dòng sản phẩm này. Về hình thức thì con này cũng còn rất là mới, rất là đẹp anh em, tầm khoảng 90%. Con này nó sẽ có một cái thiết kế là xa ngang của nó rất là rộng, nhưng mà chiều ngang của nó là 74, còn chiều cao là 14 và chiều sâu là 23 cm cho anh em. Mọi người cùng xem chi tiết cho anh em. Con này nó sẽ có hai cái loa ở hai bên nha anh em, và con này anh em vẫn nghe trực tiếp với cái loa này và không cần phải thêm loa ngoài nha anh em, mà anh em vẫn thể cắm thêm loa ngoài để mà nghe. Đây là căng của loa này bằng vải bố nha anh em, màu trắng sữa nó rất là đẹp nha mà. Đây, tương tự ở bên này, còn đây là vỏ gỗ nha anh em, vỏ gỗ bừng gỗ lên, màu nó rất là đẹp và bắt mắt nha mà. Đây là vỏ gỗ zin cao máy nha anh em. Còn ở phía trung tâm là bộ đài radio nha em. Đây, cái sáng đèn nó lên nó rất là đẹp nha mà. Còn bên đây anh em có thể thấy cái nút chức năng đầu tiên là đây là nút nguồn tim volume nha anh em. Đây, đặc biệt anh em có thể thấy là nó sẽ tắt cái đèn vàng nha anh em, để mình mở lên. Đây, mở lên thì anh em sẽ nghe một tiếng bực một cái, thì con này nó sẽ xuất âm tụ cho anh em. Còn bên đây là cái nút có điều chỉnh là bass và treble. ASC là nút để mà anh em mở lên khi mà nghe đài radio, còn stereo. Còn bên đây là cái nút để điều chỉnh về đài FM nha anh em. Đây mà điều chỉnh về đài radio luôn. Còn đây là cái nút ở đài FM, anh em, đài AM nha anh em. Đài FM thì nó sẽ có 104 số nha anh em. Anh em có thể mà bắt sóng được cực kỳ tốt tất cả các đài ở Việt Nam. Vườn gỗ rất là đẹp anh em. Còn bề mặt sau của sản phẩm này, đây con này anh em thấy đây là tên môi đồ nha anh em, FFT 1900 H2. Đây thương hiệu của Arena Stereo, con này là điện 220V nha anh em, hàng chính hãng là Made in Đan Mạch. Công suất của nó là 50W anh em. Và dòng sản phẩm này nó sẽ chạy tổng cộng là 4 con sò sắt của Motorola, của RCA nha anh em. Và con này nó sẽ chạy 4 sò sắt của RCA nha anh em. Đây là dòng sò rất là nổi tiếng tại Mỹ nha mà, được sử dụng trên rất là nhiều dòng sản phẩm bao đẩy Mỹ cũng chơi dòng này rất là nhiều. Trên về độ khuếch đại âm thanh, nhờ về sức mạnh của nó về đánh giá rất là cao. Bên này anh em thể mà chơi thêm với những cặp loa tầm khoảng 2,5 đủ rồi. Rồi anh em thể mà cắm vô thêm, đây anh em thấy là nó sẽ có 2 cái cặp loa nha anh em, mà anh em có thể mà cắm thêm ra ngoài vào thì nó sẽ cho chất âm nghe hay nhất cho anh em. Và nếu anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em 2 đồ jack chuyển từ loa và 1 cái đồ jack mà chuyển từ cái đầu 5 chấu này ra bung sen, để cho anh em có thể mà dễ dàng kết nối với cái thiết bị của anh em hơn.
Còn bên đây em thấy là cái này công suất là 50W, nhưng mà anh em vẫn thể mà chơi tốt với bên cặp loa tầm 100-150W. Đổi lại thì nó vẫn đánh rất là tốt, anh em loa tầm 2,5 tấc đổi lại thì nó đánh vô tư luôn anh em à, vì nó chạy sò sắt và nó xuất âm tù với anh em. Và mình cũng đã test với rất là nhiều loa rồi và mình đánh thì nó thấy phối ghép nó rất ok. Không phải anh em chơi hai cái loa của chính nó cũng được cho anh em, hàng chính hãng ở mất đi đem mặt. Và giá mình để lại cho anh em nó rất là tốt anh em à, chỉ với 4.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, chào cả nhà nha, chào cả anh em mà những video xong, bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.